đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Minh Châu. Em chào anh. Bây giờ trước khi bắt đầu chương trình, anh muốn hỏi em một cái này nè. Có bao giờ em ăn cá chiên với lại một cái sốt trái cây nào chưa? Có rồi, anh Vũ chỉ cho em mà. Anh Vũ chỉ cho em cá chiên sốt sợi tượng nè. Rồi cá chiên sốt thơm nè, cá chiên sốt cà nè, cũng là trái cây mà. Mấy cái món đó là những trái cây có vị chua, những cái món ăn truyền thống. Nhưng mà ý anh hỏi đây á là cá chiên với lại cái sốt trái cây có vị ngọt cơ. Vị ngọt á hả? Đúng. Chưa, cái này thì em không biết rồi, vượt ngoài tầm hiểu biết của em. Một cái loại mà mặn xong rồi kết hợp với một cái loại ngọt, nghe lạ quá anh Vũ ha. Em biết không, chính vì cái sự lạ lạ đó đó giúp chúng ta thay đổi khẩu vị trong cái chủ đề buffet mùa hè kỳ này của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày của mình á. Hay quá. Vậy thì với chủ đề buffet mùa hè ngày hôm nay, anh Vũ sẽ hướng dẫn món cá chiên sốt trái cây. Nhưng mà sốt trái cây gì cơ? Em xin lỗi anh Vũ. Quá. Em lanh quá. Thôi, anh Vũ giới thiệu đi. Nào, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi thực hiện món cá lóc chiên sốt mặn. Để thực hiện món cá lóc chiên sốt mặn, chúng ta cần có cá lóc một con khoảng 500g, sốt mặn, tương ớt, đậu bê tế bo, tỏi băm, gừng lát, dầu ăn, bột chiên gà giòn Ajiquit. Trước tiên thì chúng ta sẽ cắt cá. Cá này chúng ta mua về chúng ta làm sạch. Chúng ta rửa sạch đầu cá với lại muối và nước. Và đây là cái khâu quan trọng nhất, là chúng ta sẽ khứa cá thành những cái sọc cà rô. Như vậy khi chiên cá nó sẽ rất là giòn. Nó bung ra đúng không? Đúng anh? Rồi. Bây giờ thứ nhất, trong bình cá như vậy, anh khứa một đường ngay chính giữa, dài từ trên xuống dưới như vậy. Và tương tự như vậy, mình khứa ở dưới phần bụng một đường như vậy luôn. Dạ. Thường thì cái phần bụng này có xương á, mình khứa cái nào đụng tới xương thì thôi hả anh? Không, mình chưa khứa, sâu khoảng 0.5cm là vừa. Chúng ta nghiêng dao, hơi nghiêng dao chúng ta khứa thành những tờ rô như vậy. Dạ. Đấy. Rồi bây giờ anh làm tương tự về cái mặt còn lại. Kế tiếp chúng ta sẽ tẩm cá với lại một ai giải quyết. Trước khi tẩm thì để cho bột không bị nhão thì chúng ta nhớ thấm cho cá thật là khô. Dạ chắc chắn rồi, như thế thì khi mà anh Vũ cho bột vào thì bột sẽ không bị nhão phải không? Quý vị khán giả thân mến, trước khi cho bột chiên gà giòn vào tẩm cá, quý vị nhớ là thấm cho cá thật là khô để bột chiên không bị nhão nha. Với một con cá khoảng nửa ký như vậy, anh sẽ sử dụng một gói bột chiên gà giòn Ajiquit khi anh tẩm ha. Em thấy anh sẽ rắc kỹ vô trong từng những cái khứa cá ha. Anh xác như vậy. Có phải là để cho gia vị được thấm đều vào trong cá không anh? Khi chúng ta tẩm kỹ bột vào trong cá như vậy, sau khi chiên thì những cái thớ cá này sẽ bung ra rất là đẹp. Quý vị khán giả thân mến, đừng quên lời đầu bếp Thanh Vũ vừa chia sẻ nha. Chúng ta tẩm bột Ajiquit thật kỹ vào trong từng thớ cá. Như vậy thì khi chiên cá sẽ giòn đều nở bung rất đẹp ạ. Ta tẩm kỹ bên trong như vậy. Dạ. Ta uống bình cá như vậy ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chiên cá. Cái này chúng ta phải chiên ngập trong dầu. Thưa các bạn, để an toàn khi chiên và cũng như để tạo hình dáng đẹp cho cá sau khi chiên thì chúng ta sẽ cho phần đuôi cá vào chiên trước. Chiên cho đuôi cá nở ra phải không anh? Đúng rồi, và chiên một tay mình dùng đũa cong cái đuôi cá trước như vậy ha. Phần đuôi xong tới phần mình. Đó. Từ từ chúng ta sẽ cho nguyên cái bình cá vô như vậy. Anh sẽ dùng cái vá ha, anh dội lên. Bây giờ đuôi cá đã chín rồi nè. Dạ đúng. Chúng ta mà chiên nữa thì nó sẽ không ngon. Bị khô đó. Đúng rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở lại và chúng ta chiên cái phần đầu cá thôi. Trời ơi, đẹp quá anh Vũ ơi. Rồi, sau khi chúng ta thấy cá vàng đều như vậy là được ha. Thì anh sẽ vớt cá ra. Bây giờ đã có cá chiên, em muốn thấy sức mạnh anh Vũ làm như thế nào. Rồi, rất là đơn giản và nhanh chóng cực kỳ luôn. Bắt một cái chảo nhỏ lên, anh cho vào đây một ít dầu ăn. Trước tiên chúng ta sẽ cho khoảng một muỗng canh tỏi băm xào cho thơm. Anh cho vào đây gừng sắc lát. Anh hạ lửa ha, anh cho vào đây 5 muỗng canh sốt mặn. Sốt mặn này có dễ tìm mua không anh? Dễ lắm em, sốt mặn này bán nhiều ở ngoài các siêu thị á, ở các chợ cũng có nữa. Thì anh cho vào đây khoảng 2 muỗng canh tương ớt. Và chúng ta cho vào đây khoảng 5 muỗng canh nước lọc. Và chúng ta nấu khoảng độ 2-3 phút thôi. Cho tất cả các gia vị nó hòa quyện với nhau là được. Cuối cùng thì chúng ta sẽ cho vào đây một ít đậu bê tí bo. Đậu bê tí bo này anh đã ngâm mềm rồi đúng không? Anh đã luộc chín rồi. Chúng ta có thể mua đậu sống về chúng ta luộc, hoặc chúng ta có thể mua cái đậu luộc sẵn ở dạng đông lạnh. Chúng ta cho vào đây thì cho tạo cái màu xanh của sốt, cũng như khi chúng ta ăn thì nó có cái bùi bùi của đậu chút xíu. Đúng ha. Rồi. Rồi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ ra dĩa. Bây giờ anh sẽ trang sốt lên trên cái dĩa như vậy ha. Dạ. Rồi anh sẽ cho cá lên như vậy. Đây. Rưới một ít sốt lên như vậy ha, cho nó hấp dẫn. Đó, như vậy. Ít ngò rí lên đây cho nó xanh xanh, nó tươi. Ớt ha. Đây, anh sẽ dễ cho một miếng ha. Cho một miếng đậu. Còn miếng gừng.
Dạ. Rồi mời em. Em cảm ơn anh Vũ. Giận Vũ. Cho ít em... quá. Ít quá đúng rồi. Anh chịu đúng rồi. Quý vị khán giả thân mến, mặc dù chị ăn một miếng chút xíu như vậy thôi, nhưng mà đã đủ để Minh Châu cảm nhận được độ giòn của cá nè, cái vị ngọt đậm đà và rất là lạ, rất là đặc biệt của cái nước sốt mận đó anh. Đúng rồi. Và đặc biệt nha, cá rất là đậm đà rồi, không việc mình không cần nêm nếm gì hết. Rất là đơn giản. Có một chiên gà giòn Ajiquit là món cá vừa giòn vừa đậm đà vừa thơm ngon kết hợp với sốt mận là một cặp đôi tuyệt vời. Thưa các bạn, với nguyên liệu dễ tìm và phương pháp làm cực kỳ đơn giản, tôi tin rằng quý vị sẽ thành công với món cá chiên sốt mận này. Buffet mùa hè. Em cảm ơn anh Vũ rất nhiều. Quý vị khán giả thân mến, hãy biến món cá chiên sốt mận này thành một món ăn trong ngày hè của mình để làm phong phú hơn thực đơn của quý vị trong những ngày nóng bức quý vị nhé. Và quý vị cũng đừng quên đóng góp ý kiến để chương trình ngày một hay hơn, hấp dẫn hơn, trở thành người bạn thân thiết hơn với tất cả quý vị bằng cách gọi điện thoại về Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto Việt Nam số 083-823-7557, hoặc quý vị cũng có thể viết thư về cho chúng tôi ở hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Còn bây giờ thì chương trình xin được phép khép lại. Một lần nữa chúc quý vị thành công với món cá lóc chiên sốt mận. Xin chào.